Thưa quý vị và các bạn, các chuyên gia kinh tế trong nước nhận định, khi cộng đồng kinh tế ASEAN được hình thành, chắc chắn sẽ có những tác động nhất định đến nền kinh tế Việt Nam nói chung và vị thế xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam nói riêng. Cụ thể là các doanh nghiệp Việt Nam sẽ có thị trường rộng hơn, nhưng cũng phải chịu sức ép cạnh tranh lớn hơn từ hàng hóa nhập khẩu, sản phẩm dịch vụ, đầu tư của các doanh nghiệp lớn trong các nước ASEAN khác. Hội nhập kinh tế ASEAN đang tiếp tục thu hút sự quan tâm của các nước trong khu vực, thể hiện sự nỗ lực của các nước thành viên ASEAN thông qua tích cực triển khai các hoạt động chuẩn bị cho việc hình thành cộng đồng kinh tế ASEAN AEC vào cuối năm 2015. Cộng đồng kinh tế ASEAN sẽ tập hợp nền kinh tế của 10 quốc gia thành viên thành một khối sản xuất thương mại và đầu tư, tạo ra thị trường chung của một khu vực có dân số hơn 600 triệu người và GDP hàng năm ước tính trên 2.000 tỷ đô la Mỹ. Thứ nhất là khi mà chúng ta đã giảm được cái rào cản trong các giữa chúng ta với các nước ASEAN, thì việc luân chuyển nguồn vốn, trước hết là nguồn vốn, thứ hai là khoa công nghệ, thứ ba là lao động có tay nghề, rồi là hàng hóa, nó sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Việt Nam thông qua cái việc đó thì chọn được chỗ đứng của mình trong cho cái phân công lao động của khu vực trước hết, và điều này sau này nó sẽ tác động việc là chúng ta chọn được chỗ đứng trong vấn đề phân công lao động quốc tế nói chung. Trước thềm cộng đồng kinh tế ASEAN, xuất khẩu của Việt Nam sang ASEAN sẽ tiếp tục tăng trưởng ổn định do được hưởng ưu đãi thuế quan so với tổng số 99% dòng thuế của ASEAN 6 là 0% theo Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN. Đây là thời điểm để các doanh nghiệp linh hoạt, nhạy bén, sớm nhận diện và nắm bắt những lợi ích tiềm năng dự kiến từ cộng đồng kinh tế ASEAN để thúc đẩy khả năng tăng quy mô kinh tế của mình. Năm 2014 và 2015 sẽ là giai đoạn gấp rút để tiến đến hoàn thành mục tiêu xây dựng AEC vào cuối năm 2015. Điều này khiến doanh nghiệp Việt Nam, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ, không thể chỉ bó hẹp tầm nhìn trong tỉnh, thành phố hay trong phạm vi quốc gia, mà cần phải mở rộng hơn tới thị trường khu vực và toàn cầu. Các doanh nghiệp Việt Nam muốn tận dụng hiệu quả nhất các cơ hội mà AEC mang lại, điều quan trọng là phải thường xuyên nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của hàng xuất khẩu, nhất là các tiêu chí về quy tắc xuất xứ để được hưởng các ưu đãi về thuế quan. Ngoài ra, các doanh nghiệp cần chủ động xây dựng năng lực sản xuất kinh doanh, cải thiện chất lượng mẫu mã sản phẩm để nâng cao khả năng cạnh tranh và xây dựng thương hiệu. Phải thay đổi toàn bộ cái cấu trúc quản trị của doanh nghiệp, hướng cái nỗ lực chiến lược vào cái sản phẩm và trên cái nền những cái sản phẩm ruột của mình đó, để mà khẳng định được cái nguồn lực. Phải có những giải pháp về nguồn lực, giải pháp về quản trị, và vượt ra ngoài cái đấy như tôi vừa mới nói là những cái đề xuất về cái cải thiện cái môi trường vĩ mô để giúp cho doanh nghiệp. Thì nếu không thì là không thể cạnh tranh được. Các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường ASEAN còn gặp không ít khó khăn, hạn chế bởi việc áp dụng các rào cản kỹ thuật đối với thương mại TPT hay nhóm các biện pháp vệ sinh và kiểm dịch động thực vật SPS. Do vậy, khả năng hội nhập theo kịp đủ sức cạnh tranh với các doanh nghiệp trong khu vực của doanh nghiệp trong nước cũng không dễ dàng, nhất là trong bối cảnh chuẩn bị cho việc hình thành cộng đồng kinh tế ASEAN vào cuối năm 2015. Hình thành cộng đồng kinh tế ASEAN nó sẽ còn tiếp tục sâu rộng hơn nữa, nhưng mà nó rất nhiều chiều cạnh, gắn với vấn đề phát triển, gắn với kinh doanh. Cho nên cái cách làm ăn của mình cũng phải biết, vừa phải biết tận dụng và vừa gắn những cái, thì cái chất làm ăn ấy nó vừa dài hạn mà nó bền vững. Có thể nói đấy là những cái điểm rất là cơ bản hay là những cái điểm rất là thách thức đối với doanh nghiệp Việt Nam mà cần vượt qua. Theo Bộ Công Thương, khi AEC hình thành, các doanh nghiệp Việt Nam có thể kinh doanh hàng hóa tại các nước ASEAN gần như bán hàng trong nước. Các thủ tục xuất nhập khẩu sẽ đơn giản hơn, cùng với việc cải cách thủ tục tiến tới hệ thống hải quan một cửa hay cho phép tự chứng nhận xuất xứ sẽ tạo thuận lợi cho doanh nghiệp thông qua hàng hóa dễ dàng hơn sang các thị trường ASEAN, nhằm giúp các doanh nghiệp vững vàng trước sự cạnh tranh của các nước trong khối. Các chuyên gia trong ngành nhấn mạnh, các doanh nghiệp nên tận dụng thời gian tự đổi mới, nâng cao chất lượng sản phẩm, quảng bá hình ảnh, xây dựng thương hiệu. Doanh nghiệp cần chắc chân trên thị trường nội địa, tạo nền tảng vững chắc trước khi tiến ra thị trường xuất khẩu. Bên cạnh đó, phải nâng cao năng lực cạnh tranh. Nếu không chuẩn bị tốt, Việt Nam sẽ không tận dụng được cơ hội mà AEC mang lại, mà phải đối mặt với thách thức nhiều hơn. Ngoài ra, khi thực hiện mục tiêu AEC vào cuối năm 2015, thì bắt buộc phải thực hiện những cam kết liên quan đến sở hữu trí tuệ, bảo vệ người tiêu dùng, doanh nghiệp nhỏ và vừa, lao động có kỹ năng, vốn tài chính. Các doanh nghiệp Việt Nam phải chuẩn bị tốt hơn trong việc bảo vệ thương hiệu cũng như đảm bảo chất lượng mẫu mã tốt hơn. Ngoài ra, để hỗ trợ doanh nghiệp,
Hiệp hội tăng cường cung cấp thông tin giúp cộng đồng doanh nghiệp nhận thức đầy đủ những cơ hội và thách thức khi chính thức hội nhập AEC.